Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhật Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhật đang có mặt ở hết Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Châu Bích A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhật sẽ review theo yêu cầu của bạn là comment trên trang của Nhật là review là cái phiên bản màu trắng ha, full chờ LED màu trắng cực đẹp này. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhật sẽ quay lại những chi tiết, nói chung là những ưu điểm, tiện ích của dòng xe full chờ này và lý do tại sao tất cả khách hàng đều sở hữu full chờ và nói chung và chọn phiên bản màu trắng này nói riêng. Vì sao đến vậy thì trong clip ngày hôm nay thì nhận mời các bạn mình xem clip ha. Thì trên màn hình các bạn đang xem á, thì đây chính là dòng xe Future phiên bản màu trắng đen cực đẹp nha các bạn. Ở phiên bản này là phiên bản của 2022-2023. Thì nếu như các bạn mình đã chọn được dòng xe Future nào rồi á, thì việc mình chọn cái phiên bản màu sơn cũng rất là khó. Tại vì có nhiều vấn đề, ví dụ như là mình nên chọn phiên bản màu bóng hay là phiên bản màu nhám, rồi màu chọn màu sơn nào phù hợp. Nếu các bạn mình tin về phong thủy á, thì chọn cái màu nào cho nó phù hợp với cái màu mệnh của mình. Thì trong clip hôm nay thì Nhật sẽ cùng các bạn mình giải đáp thắc mắc đó nha bạn. Thì đây cái phiên bản màu trắng nha. Thì ở phiên bản màu trắng này các bạn thấy nè, thì nó sẽ rất là phù hợp với cô chú anh chị hoặc là những em học sinh. Thì đầu tiên á, là sẽ phù hợp với anh chị thích cái phiên bản màu trắng là đã thích trước đi rồi mình tính tiếp ha. Thứ hai á, là mình đang là làm việc trong văn phòng hoặc là giáo viên thì càng tốt. Tại vì những phiên bản màu trắng đen này nó sẽ rất là dễ phối đồ. Với được các bạn nào mình mua về á, thì mình phân vân với được việc là mình chọn màu nào cho dễ phối đồ hay là như thế nào đó, thì mình sẽ chọn phiên bản màu trắng này nha các bạn. Ở phiên bản màu trắng này rất cực kỳ là dễ phối đồ. Hơn nữa, cái phiên bản màu trắng này sẽ phù hợp với các bạn đang là sinh viên á. Thì nếu mình đang là sinh viên á thì mình không biết chọn màu nào thì có thể là chọn phiên bản màu trắng này. Rất là dễ nhìn nè. Và nói về cái phiên bản màu mệnh á, thì ở phiên bản là màu trắng này nó sẽ rất là phù hợp với các bạn đang là mệnh thủy nha. Nếu là mình đang là mệnh thủy, mình sẽ chọn phiên bản màu trắng này ha. Khi các bạn mình mua xe rồi á, thì nếu mình tin về màu mệnh á, thì ví dụ như là màu mệnh sẽ phù hợp với cái màu của mình á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình công việc, ví dụ như là công việc thuận lợi nè, công việc học hành của mình rất là dễ dàng nè. Đó là vấn đề mình tin phong thủy ha. Còn chương trình cái vấn đề thứ hai á, những muốn chia sẻ cho các bạn là mình không tin phong thủy á, có nghĩa là mình chọn màu tự do. Còn nếu mình thích cái phiên bản màu mệnh tự do, có nghĩa là mình chọn thích màu nào chọn màu đó, nhưng mà mình lo lắng vấn đề là màu nào đang là hợp trend á, thì cái phiên bản màu trắng này cũng đang rất là hợp trend thời điểm hiện tại. Thì các bạn đã biết rồi, đa số khách hàng đến cửa hàng á mua xe là đều chọn phiên bản màu trắng này khoảng tới trên 70% đó các bạn, tại vì cái thông số này bên cửa hàng bên mình trích lọc ra ha. Và các bạn thấy nè, ở tất cả những đại lý nhỏ lẻ và đặc thù hơn là Sóc Trăng nè, Bạc Liêu, Cà Mau vân vân, thì những khu vực đó hầu như là đã hết xe phụ trợ phiên bản màu trắng này. Cho nên các bạn nào muốn chọn cái phiên bản màu trắng này có thể là đến ngay cửa hàng ha. Bên cửa hàng mình kho rất là lớn, khoảng 800-900 xe là các bạn thấy kho nè, rất là lớn luôn. Cho nên là việc mình muốn chọn màu nào mà phân vân ở đâu không biết, có sợ tốn thời gian á, thì có thể là đến ngay cửa hàng ha. Rồi, ở đây là các bạn thấy nè, cái mặt đèn pha, cái đèn pha là sử dụng là đèn pha LED nha các bạn. Đây, các bạn thấy nè, với cái bóng đèn pha LED này á, đèn pha LED này á, thì nó sẽ cho ra cường độ ánh sáng trắng, và nó sẽ cực kỳ tiết kiệm mình nhiên liệu luôn. Có nghĩa là ánh sáng trắng, cái chiếu sáng sẽ mạnh hơn nè, nhưng mà nó có một cái á, là nó ít tiêu hao bình điện năng, không có nó nghịch lý gì đó các bạn ha. Rồi, lý do tại sao dòng xe Future này được đông đảo khách hàng sử dụng đến thế này, các bạn thấy nè, sở hữu khối động cơ 125cc nha các bạn. Và các bạn cũng biết là nhãn hiệu Honda thì hầu hết là tầm khoảng cả 80% khách hàng đều sử dụng xe của Honda đó các bạn ha. Đó lý do là tại sao thương hiệu Honda lại tốt đến vậy, lại bền đến vậy. Và các bạn thấy nhãn năng lượng nè các bạn, cái nhãn năng lượng là 1,54 lít trên 100 km các bạn. Thì một lít xăng sẽ đi dòng xe này đi tầm khoảng cả 60-65 ha, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn. Và dòng xe này được sở hữu công nghệ tiên tiến nhất của Honda, chính là công nghệ xăng phân tử nè, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội luôn, và ít phát ra tiếng ồn nữa các bạn ha. Thì đây là tổng thể cái dòng xe Future LED nè các bạn. Ở phiên bản màu trắng này sử dụng là bánh mâm ha. Các bạn nào thích về bánh căm thì bên cửa hàng bên mình vẫn về được cho các bạn nha. Rồi, ở đây là cái tem sao nè. Phần hông xe thì nó có những cái thông tin chi tiết, ví dụ như là Future nè, đó tem Future. Đó. Và logo 125 rất là đẹp nha các bạn. Và dòng xe này được mệnh danh là ông vua dòng xe số, các bạn thấy cái nó đến từ cái khả năng không những là dòng xe này bán chạy nhất thị trường mà nó có nhiều khả năng mà những dòng xe khác không có. Đây các bạn thấy nè, hộp đựng đồ khủng, rất là khủng khiếp luôn, 18 lít, nó bằng với dòng xe tay ga và SH luôn đó các bạn. Các bạn có thấy dòng xe số nào mà hộp đựng đồ lớn đến thế không các bạn? Rất là lớn ha. Mình có thể để nón bảo hiểm nè, giấy tờ rất là nhiều. Và ở đây thêm cái là bình xăng cực kỳ lớn luôn, 4,6 lít nha các bạn.
Với 4,6 lít này mình đổ đầy bình xăng mà cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu thế này á, thì nói thẳng là một dòng xe phu trời này đổ đầy bình xăng á, thì mình sẽ đi được cung đường rất là dài mà không lo bị vấn đề á, là phải cung cấp nhiên liệu ở dọc đường nhiều nha các bạn. Rất là tiện lợi ha. Thì dòng xe phu trời này bên cửa hàng bên mình thì giá hôm nay nó có hai giá ha. Ở phiên bản bánh căm thì giá bữa nay nó là 34,5, còn ở phiên bản bánh mâm thì giá hôm nay là 38.890.000 các bạn. Có hai giá thì giá này đã bao gồm VAT rồi. Các bạn mua về mình chỉ còn đăng ký trước bạ và biển số là xong nha. Với ở khu vực huyện thì trước bạ và biển số tầm khoảng ở 900.000 thôi, còn ở khu vực thành phố thì tầm khoảng cỡ 2 triệu đổ lại nha các bạn. Đó, thì chi tiết như thế nào, ví dụ mình không biết tính như thế nào á, thì mình có thể là gọi cho Nhuận đi, Nhuận có thể tham khảo cách tính cho bạn mình dễ nhất nha. Rồi về cái phần giảm giá của dòng xe này á, thì hiện tại bên cửa hàng bên mình đang có chương trình là giảm giá ha. Thì đầu tiên á, là giảm cho công nhân, thì nếu mình đang là công nhân á, thì sẽ được giảm giá là 500.000. Còn chương trình thứ hai là chương trình thu cũ đổi mới. Thì với chương trình thu cũ đổi mới này thì bắt buộc các bạn mình phải có một dòng xe đời cũ nào đó mình không sử dụng, mà mình có thể là sợ vấn đề đó là mình bán ở đâu giá nó thấp quá hoặc là nó chương trình khuyến mãi như thế nào, thì mình có thể tham gia tại cửa hàng bên mình. Thì một công đôi việc, một được hai, bán tại cửa hàng thì giá có nghĩa là tương đương cho tới tương đương tới bằng thị trường ha, từ tương đương cho tới cao hơn, mình xin lỗi. Còn với cái thứ hai á, là các bạn sẽ được giảm thêm 1.000.000 nè đó. Thì trường hợp thứ hai là mình công nhân mình đổi xe luôn được giảm thẳng tới 1.500.000 ha. Và chương trình này là chương trình riêng của công ty Hồng Đức bên mình đã hỗ trợ cho các bạn, cho nên là bên ngoài chắc chắn sẽ không có chương trình này nha các bạn. Đó, thì đây là không phải là chương trình của Honda đâu, chương trình của cửa hàng nha các bạn. Đó. Rồi, kế tiếp á, là về cái quà tặng khuyến mãi tại của dòng xe này. Khi mình mua xe thì mình sẽ được hái lọc tại cửa hàng, có nghĩa là chương trình mình sẽ được hái bao lì xì tại cửa hàng. Khi mua xe thì mình sẽ được hái lọc, mình sẽ trúng từ 100.000 là 200.000, 500.000, 1.000.000 hên xui nha các bạn. Có nghĩa là tùy theo cái phần may mắn của quý anh chị á. Rồi, kế tiếp là về phần phụ kiện cho xe. Khi mua xe mình sẽ được giảm giá là 30% để mình gắn phụ kiện, ví dụ như là ba ga nè, phủ nano bảo vệ màu sơn nè, chống trộm nè, vân vân. Những cái vấn đề đó thì các bạn sẽ được giảm giá là đến 30% ha. Nhân viên bên mình sẽ tư vấn rõ cho các bạn mình khi mua xe ha. Rồi, cái phần cuối cùng á, là cái phần các bạn mình mua trả góp. Thì với dòng xe phu trời này, bên cửa hàng bên mình đang có chương trình là trả góp. Các bạn chỉ cần trả trước thấp nhất là 10% trở lên ha. Thì 10% nó tương đương khoảng 4.000.000 ha. Còn các bạn nào mình muốn mua xe trả góp mà mình có cầu quẹt gốc luôn giống như mua tiền mặt á, thì mình có thể là trả trước khoảng 50% giá trị xe. Thì chi tiết như thế nào á, thì Nhuận mời các bạn mình gọi cho Nhuận đi. Thì số điện thoại của Nhuận là 0964 234 878, thì Nhuận có để ghim trên màn hình á, các bạn có thể là gọi trực tiếp cho Nhuận để Nhuận có thể là báo giá về chương trình trả góp hoặc là tính thử với bạn mình tham khảo. Và cửa hàng có lên hồ sơ online luôn nha, các bạn mình muốn lên online á, trước khi ra cửa hàng để báo kết quả đậu hay không á, thì kết bạn với Nhuận qua Zalo ha, thì Nhuận có thể là lên hồ sơ online nè và giao xe tận nhà cho các bạn luôn nha. Các bạn nào ở khu vực gần á cửa hàng thì mình có thể là alo cho Nhuận đi, thì Nhuận sẽ hỗ trợ, có nghĩa là nhân viên bên mình sẽ tự bỏ chi phí để giao tới địa chỉ cho các bạn luôn, và không có tốn tiền công nha, là hoàn toàn miễn phí 100% tới xe tới nhà mới nhận tiền đó, các bạn cứ yên tâm nha. Rồi, thì đây là giá báo thị trường dòng xe phu trời ngày hôm nay. Thì Nhuận sẽ báo, Nhuận sẽ làm clip sớm, tranh thủ sớm để post trong ngày mai ha. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ. Nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay và bổ ích, có thể là để một lượt là đăng ký hoặc là like share các bạn cùng biết về chương trình của Honda Hồng Đức ạ. Rồi, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip nhiều ạ.